bớp. Giờ mình để nó cái bớp. Cha. 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 Chim nãy giờ chạy vô rồi. Cái này cá cha đó. Cái gì trơn á. Hoặc là cá ông nội á, ăn toàn đồ bổ không à. Sớm hả? Tại vì thấy tịnh lên cá cái gì hết trơn hả? Sáu giờ gì lận. Tự chạy vô chạy vô. Tự thì nó mới chạy ra mới vô chứ. Phải vô chứ. Đừng cho xuống đầu dưới, đừng xuống đầu dưới. Dạ. Má ngố hiểm. Tự chạy lên đây đi. Đừng vô cái cọc đó cái cha. Ủa giống cái chim mà sao mà... chim lớn á. Không đè nổi đâu. Chim là giáo sau khi chín đâu mà. Trời ơi đồ má hèn chi nó chạy. Giờ tối làm. Hèn chi mình nói cái cứ... mà rồi còn thầy giáo đè nó nữa. Tối em vậy không đè được sao? Cũng chưa chắc. Sáu anh vẽ thịt lắm mày. Ê bọt bự á. Má bản này phải 10 kg luôn á. Ê. Bò ăn bún. À, mèo chút xíu à. Mười một ký 97 đang dẫn từng. Hello anh Nam. Ê con này bạn bự quá ta. Làm gì tới 13 được. 10 ký 43. Hay quá. Còn ký mấy nữa mới đè được Trường ơi. Mấy ký anh? 10 43. Mày thấy anh nói hay không Trường? Con cá nhìn biết hàng 10 chắc rồi. 10 ký 43. Còn khoảng ký mấy nữa mới đè từng được nha. Cái rử nữa, cái rử chưa tới cũng không đè được, phải kiểu 6. 4. Gì bắt cá nói chuyện làm thầm với thầy giáo nó vậy? Thầy ghét không? Thầy ghét không? Bởi vậy mới nói. Cá ăn cháo sao mập chứ chú? Cháo dinh dưỡng hả? Rồi. Trong luôn. Thế từ ốm ốm cá dài dữ à. Không con này 7 à. Hàng 7. Cá ăn cháo. Giờ sọc con ốm. 7 ký 8. Cãi cãi.
Lúc này anh sai dữ lắm rồi nha. Cháo nha anh em, cháo dừa. Đây người ta cắn giá nha. Rồi con thứ tư. Làm sao cho anh em mình vui vẻ cái anh cậy. Rồi bắt cá dễ thương kìa. Chim ru luôn. Đó. Rồi. Đóng vô con câu trên cà kháng đậu mình chấm bầm bầm. Không được, bữa nay đi bị lát rồi. Hình tay anh nữa hay gì vậy? Ngay họng, ngay họng. Để đi đụng mắt bắt khác nữa. Thôi, được rồi. Mới mở đi câu này tay đúng tay cánh giá luôn kìa, đúng tay giá. À, chào con thứ tư luôn. Đâu con này phải hàng năm thì mình nói vậy à. Quần đục nước quá. Đó. Trời ơi lên bờ luôn ơi. Quần cá khờ luôn. Cá khờ luôn. Ta kêu chết ở đó rồi đó. Sáu ký tròn 29 ký nha mày. Xé chưa hả? Hay quá chú ơi. Nguy hiểm quá chú ơi. Bởi vậy sao chạy kịp chú? Hút cái thuốc người ta lấy thuốc châm vô nhà đường đi trời. Hờn luôn á. Ê qua. Chú bắt mà. Chú nam phải chú xưa. Chú ghê lắm. Chú xưa là đủ má nó bắt nó vừa giật nó vừa nhảy. Nó bò không? Nó bò nó vô tới gấp luôn. Đâu có. Mình khi có con trên những vừa nó kìa. Con đâu kia gần thấy mới thấy. Má bò lên dưới ra. Chạy vòng dữ. Chạy vòng vòng trong đây không. À, lên gân luôn rồi. Con này là phê rồi. Má ngồi đây làm việc con này là phê rồi. Bị ké con này là phê rồi. Ủa cái đuôi dài kìa. Lớn nhất đang 11.9 á. Không bắt gì đâu bắt đi. Ý
Simon đầu gù. Nó phê, cháo ngon quá, nó phê. Quá rồi, ba con. Dữ quá. Đối tượng nguy hiểm. Đối tượng nguy hiểm nha. Đối tượng nguy hiểm nha. Nhỏ mình chạy ghê. Bò vậy mà chê. Trời ơi. Hàng 8 ăn lên. Hàng 9 luôn rồi, 10 luôn. 10 trắng. 10 luôn. Trời ơi, con cá. Rồi 20 kg. 21 kg. 21 kg rồi chú ơi. Anh chú ơi. Con 7,8 kg, con 10 kg với lại con 3,5 kg. Con kia 5 kg rưỡi chứ 3 kg rưỡi mày hả? 3 rưỡi, 5 rưỡi. 5 kg rưỡi. 5 rưỡi luôn hả? Dữ hả? Vậy là con vậy là dữ vậy luôn hả? Trời ơi. Mẹ, có thằng sống mày chết. Vậy là 23 kg.